Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì Thắng đang có mặt tại một khu này người ta gọi là bản gì nhỉ anh nhỉ? Bản Thăng. Bản Thăng, và đang đi cùng anh Đoàn là người dân tộc Bố Y nhỉ? Dân tộc Đẻ Thoải Mái đấy nhỉ? Việt Nam mình là anh là một trong những cái dân tộc thuộc ít người nhất ở Việt Nam và cũng như ở Hà Giang. Ở Hà Giang thì có đến 19 dân tộc cùng sinh sống tại trên mảnh đất Hà Giang này. Nhưng mà dân tộc Bố Y là cũng là một trong những cái dân tộc mà thuộc hàng hiếm và đa phần được tập trung ở cái khu vực Quản Bạ này anh nhỉ. Đây có một cái suối và anh ấy nuôi vịt ở trong này. Hôm nay Thắng có cái chuyến mà đi lên trên Quản Bạ. Đó. Đi trao quà cùng với cả anh em cơ quan. Đây là miếu của làng à anh? Miếu của làng ấy. Thế ngày bình thường thì họ làm lễ gì đây? Những cái ngày mà có lễ. À. Thế ạ? Cứ lên đây là uống rượu ở đây à? Cúng lên cúng thôi. Thế đây là cái... À, rằm tháng 7 và Tết. Thế còn đây là công trình gì đây anh? Nước gì đây? Nước sạch ạ? Nước sạch nó dẫn về đâu anh? Nhưng mà bây giờ cái này là nó bơm đi đâu? À. Nhưng bây giờ còn bơm được không? Có, nó chảy ra thôi. Cứ chảy như này thôi á? À. Cái này là thừa à? Nhưng mà bơm thì nó phải nghe nó re re chứ. Hả? À, thế vịt anh của anh đâu? Ngay gần cái trạm bơm này à? Vịt. À thì làm cả con nhan nữa đi. Ui ôi vịt. Vịt ngon đấy. Vịt được đấy. Bên kia là họ nuôi cái gì anh? Cá tầm. Cá tầm á? À. Của em trai. À của em trai anh à? Anh trai. Anh trai à? Thôi được rồi, mình xuống làm con vịt đi, xong rồi còn về nhà. Ui thế là trong hả? À đuổi vào chuồng à? Đuổi lên đây gì? Ở mấy cả trên này là cái rừng trồng thảo quả. Cái suối này có nhiều cá không anh? Cá đắng. Đứng đâu? Em đứng ở đây à? Hả? Trong à? Em có nghĩa em phải sang bên này à? Ok. Đây em trốn sang đây. Cứ đứng ở đây ạ. Em sẽ vồ à? Hay là anh vồ đấy? À náu thế em náu đi tí. Đấy, vào rồi đấy ạ. À, chui vào hết đấy rồi. Bây giờ vào chọn béo, con béo đúng không? Dân tộc Bố Y là lần đầu tiên Thắng cũng chia sẻ với cả các bác ấy. Thắng cũng chưa tìm hiểu lắm về... người dân tộc này họ có những cái lễ gì. Nhưng mà rằm tháng 7 là họ cũng không ăn ở trong nhà mà họ ra những cái theo cái đường quan sát lúc đầu tháng vào ấy, họ có cả miếu rất là lớn ở đầu làng. Đấy. Ở giữa làng ấy nhỉ anh nhỉ? Có một cái miếu ấy. Vâng. Của người dân tộc Bố Y. Anh có biết dân tộc của mình là có bao nhiêu người không? Không nhớ được lắm. Thế à? Đông à? Đông ở Quản Bạ thôi chứ. À, đây là một cái lều. Tối cũng ngủ ở đây. Vịt này là vịt ăn ngô hạt đấy.
Nhà anh là có mấy người? Có 5 người. Ở nhà hết gì? Làm dâu à? Thế à? Có hai đứa con đi làm dâu hết rồi à? Con gái hết à? À, đang làm Hải Dương. Thế giờ có hai vợ chồng nhà thôi. À, được rồi, bác vào bắt đi. Bác bắt hai, bác chọn hai con đẹp, béo. Rồi, được hai chú vịt. Rồi, anh em về nhà. Đang ăn cơm trưa xong à. Chiều nay Thắng vẫn ở trong xã này gọi là xã Tả Ván. Tung Vại à? À xin lỗi, Thắng không nắm rõ cái địa bàn khu này lắm. Xã Tung Vại. Thế là chiều là Thắng sẽ sang xã Tả Ván. Đi đến đây là chưa đến tại xã Tả Ván là đã buổi trưa 11 rưỡi. May quá gặp bác này ở vườn cà chua. Ở đây họ trồng nhiều dưa với cà chua lắm. Dưa chuột ấy. Đây à, nhà bác trong này à? Kia, nhà ngói đây ạ. À. Nhà trong. Đẹp quá, nhiều khu này đẹp quá bác. Khu này làm du lịch cũng đẹp. Ôi, hôm nay mới đi vào đến đây bản Thăng. Tuyệt vời, đây nhà bên cạnh nhiều nhà cổ. Wow. Ui dồi. Đây cũng nhà cổ à. Rất tuyệt vời. Trong này bác xây được nhà, bác chuyển vật liệu kiểu gì? Xe máy vào đây. Ok. Kia có bác đi lấy rau đây đúng không? Hai rau bí ạ. Thôi triển khai thôi nhỉ. Xong anh em mình chiều còn tiếp tục. Anh em ở nhà bác ấy. Bác đây này. Đấy, đẹp chưa? Bèo rồi. Đấy. Ở đây là người ta trồng dưa chuột này, rồi là rau sống này, rồi là cái cà chua này. Đấy, họ làm cái khu vực này, họ làm cái về cái nông nghiệp rất là phát triển luôn. Đó. Sự taxi dù thì làm mấy quả dưa cà chua chưa chín. Kia bên kia dưa chuột đấy. Chuột nó ở bên này. Ừ. Ôi, lội rồi, thụt rồi. Hả? Ừ. Ôi giời, nhiều thư. Xài thế nhỉ. Xem có mấy cái ở trên kia khô mà. Mấy luống trên kia. Đấy, ông này nhìn, không nhìn đấy à? Đây này, luống này khô thôi. Đây à, trên này, đây này. À, đây này, luống này đây. Luống này. Chưa nhìn thấy quả nào nhỉ? Dưa này là dưa ấy đấy. Dưa này là dưa bao tử đấy. Họ chỉ ăn như này thôi. Đấy. Nhìn thấy không? Nhìn thấy quả nào chưa? Chưa. Đây. Quả bé cũng được. Không. Đây 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 quả này. Quả nào? Như này. Đẹp mà. Dưa ngon lắm. Đây. 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 Quá mà quên không hỏi. Phun thuốc gì không á? Không. Không phun thuốc. Nói không với phun thuốc sâu luôn à? Không bao giờ có thuốc sâu luôn. Họ bảo thế á? Dưa này dưa xanh, không phải dưa ấy. Nhờ. Không phải dưa
dưa kiểu dưa của đồng bào người Mông á. Bên này em. Hả? Bên này, nào. Quả to. Ui dồi, đầy quả. Kia kìa, trên nhà, quả thấp thấp kìa. Dưa này khó chung, không bao giờ có thuốc. Đây, vắt ngang. Hả? À, bạn làm đây hai đĩa được. Ủa, trong kia còn nhiều. Về sóc sổ, sổi. Nữa không? Đây, thế thôi. Thế thì phải đi vòng đường cũ đi. Đấy, mà quan tài rất là nhanh vào việc luôn. Em rủ dưa đi, vào đi, chế biến món dưa đi, thái đi. Hai con này liệu đủ không? Mát nhỉ, vào đây cái mát. Em chào chị nhá. Ở đây, ý, quả to lanh nhỉ. Ở đây nữa, ừ. Bây giờ chính là rau bí là nó cuối vụ rồi nhá, thế mà vẫn còn được tốt như này ở đây. Thời tiết ở đây là quá là hợp với cả trồng các loại cây ăn trái rồi là rau cỏ. Vịt luộc phát xong là chặt ra, thả vào rau bí vào. Nhà chị có mẻ không chị? Mẻ á? Vâng. Mẻ không có rồi. À, thế được rồi. Có ớt nhỉ? Ớt có mà. Vâng. Dầu non thật đấy. Ngon. Đấy, sự nhặt chậm thật này, tôi nhặt còn đầy ấy rồi, rồi xong hết rồi đến nơi. Ừ. Quá chậm. Tốc độ đấy mà chậm đâu. Dưa này chỉ có làm kiểu dưa góp. Ừ. Sự ông bổ dưa góp này. Ui dồi. Dưa này ăn giòn, nó trơn miếng to, ăn nó mới ngập mùa. Giòn mà. Giòn mà. Quả này chính là. Trong này còn ngon hơn Quyết Tiến. Thế à? Trong này có vẻ ngọt nhỉ, dưa này ngọt. Gắt sâu cái này vào anh này. Đấy. Người ta nhìn phát biết ngay dân kiệt sĩ, anh hiểu không? Cái này là đắng đúng không? Rồi. Cái phần đấy là đắng đúng không? Người ta tính, người ta nhìn tính cách con người làm cái gì thoáng biết ngay. Các bác công nhận không? Thắng nói. Đấy, chấm vào. Anh nói dưa này, còn dưa bao tử. Nè. Dưa bao tử luôn. Ừ. Hạt mới bé tí. Cái phần ở dưới ăn không bao giờ đắng. Ừ. Em bảo cắt cái này đi anh ăn cho xem nhé. À. Không phải bảo anh kiến sĩ nhé. Ngon lắm luôn, không đắng một tí nào. Đây này, bổ những quả đây này. Ừ. Em bảo cắt rồi, em cứ cắt rồi. Ăn ngon lắm. Đấy, ngon. Úi dồi, ông sự taxi dù làm. Ông này cũng bổ khất ra rồi. Nó giòn quá à? Giòn quá. Em không thử làm cái quả bự này nào. Quả bự này không bao giờ giòn. Hả? Không giòn một tí nào luôn. Ừ. Những quả này giòn mình mới cắt, mình cắt dày như này. Xóc lên. Xóc lên đi. Nữa không? Ờ, được rồi, thế đó, xong rồi ạ.
có phải vắt chanh vào không nhỉ? Ăn no dưa tí sao mà ăn được vịt này? Vẫn phải cho tí chanh tí ớt nữa. Chanh ớt á? Ừ. Gần rồi. Không gọt thêm mấy miếng không sợ không đủ ăn. Thôi. Gọt, gọt thêm đi. Giòn mà. Ngày cũng cốt nhỉ. Làm gì đấy? Nướng nướng ớt đấy ạ. Xong có cây ớt nào? À đây này, úi dồi, ớt đầy này. Phơi đây này. Thằng mẹt đây. Đây là ổi, ổi ở đây là ổi bọc quả đấy. Ở đây họ biết áp dụng khoa học kỹ thuật thật đấy. Ổi họ biết bọc vào như này. Ớt này chắc cay lắm nhỉ? Yeah. Hả? Cay. Ớt thì rất khoát là các bác ăn là phải nướng nó mới thơm. Ớt mà cứ như này mà các bác dã ra nó hắc cực kỳ luôn. Đấy, làm đấy một xiên. Nướng. Chưa hẳn xiên cơ. Khoảng loại này chắc khoảng 10 quả thôi. Ăn cho nó vừa tầm. Mày nướng đủ đấy nhỉ? Ừ. Tầm này đó đúng không? Ừ. À. Rồi, vào việc đi anh. Vào việc, nướng luôn. À đấy, ổi ổi anh này đã bất rồi này. Vừa xem mà không biết là... Ôi dồi, chín nhờ. Cái này mới mới trồng của anh? Trồng được năm ngoái năm kia. À, vụ đầu tiên à? 2 năm, à. 3 năm rồi. Đấy, à, ăn thử nhé. Lại cho ăn thử luôn à? Ui dồi. Ê, bổ quá. Đấy nhá. À, đấy. Ngon đấy. Ngọt lắm à anh? Vâng. À. Cái này thì không phải phun thuốc phun thiết gì đâu nhỉ? Không, mình phải... cái này là nó ra quả từ bé cái là bọc luôn à? À. Bằng ngón tay thế à? Bọc ờ. Đấy bác lại cho một quả ổi nhá. Ừ. Được rồi, hai anh em mỗi người một quả thôi. Chung chung à, chung quả được rồi. Chung một quả đó. À, chung quả được rồi, được rồi, được rồi. Cảm ơn anh. Rồi thôi được rồi, được rồi. Ừ. Bổ luôn thử. Thử xem nào. Cảm luôn nhá. Ừ. Để ý ớt nữa không tí lại cháy đấy. Chảm luôn. Ồ, anh không biết bổ ổi rồi. Đấy. Ngon đấy. Ừ. Anh còn đấy bổ đôi. Còn đấy bổ đôi ra. Bổ đôi à? Ừ. Kiểm tra chất lượng. Thấy anh bảo ngọt lắm. Còn như ăn dưa. Ngon thật. Lúc nãy anh xưa ớt về tay cay cay là không phải tấm nữa. À đấy, bác này cũng đi lấy được cái cây xả gà ấy này. Cây này bọn cháu hay gọi cây xả gà của người Mông ấy. Ở đây nhà bác cũng trồng à? Hay lấy ngoài suối chưa? Không, ở đây trong đồng nhà bác cả. Thế à? Cây này ở trên chỗ suối kia cũng gặp mà. Nhưng mà trên đấy nó không phải loại này. Thế à? Phải nhưng mà nó không thơm. À. Nên là mùi thơm cực luôn. Ui dồi, sao ổi cay thế? Ông này. Có ớt mà. Rào ớt, dính ớt à? Tay anh mới xuyên ớt. Ôi dồi ôi. Ớt này cay. Ừ, ớt này cay đấy. Ngon. Này bác làm nước chấm đúng không ạ? Cả cái lá này cũng là nước chấm đấy ạ. À? Thấy rau kia kéo anh phải để ý không rửa luôn không? Ok. Ừ. Nướng ớt xong anh nhỉ?
hoành tráng. Ui. Ui. Ui vẫn còn nóng hổi nhá. Ừ. Ớt vẫn còn nóng hổi. Anh làm quả đi, đang nóng hổi. Hả? Không giết được. Sao? Không giết được à? Hôm nay cái này phải đóng thế à? Giếng quả đấy là khô xong rồi. Bây giờ chưa ăn cái gì là thôi đấy. Nó cho coi như là nhức luôn. Chảy cả nước mắt, bây giờ đang rái như này là chuẩn bị nước mắt trào ra rồi này. Hỏi làm sao vào nhớ. Nhớ mẹ. Không, nhớ ông bà. Đấy. Thánh giã ớt rồi. Giờ lại sự taxi dù thành thánh giã ớt rồi. Nghề này em Tài vừa bán giao công nghệ nhá. Cướp mất nghề của em Tài. Đúng không? Này chấm thì nhấc người luôn. Đấy, loại này là làm nước chấm rồi, kiểu chấm ngập nha các bác nhá. Nếu mà nó chấm ngập thì các bác thường là cho ít muối thôi, khoảng có một cái số lượng muối nó chỉ một nhúm thôi. Rồi nếu mà chấm kiểu là chấm quệt qua mà chấm như kiểu chấm nước mắm ấy thì các bác lại cho cái độ muối nó dày hơn. Còn đây là chấm ngập, miếng thịt là bằng ba đầu ngón tay là nó phải ngập vùi hết trong đấy. Anh Kiệp đang thái này, đây này. Cái củ này nó thơm. Xả gà đấy. Xong thì tí nữa anh cho tí nước canh vào. Ừ, đấy, tí nữa cho nước luộc vịt vào. Cái này là cái gì thơm lắm nhỉ? Xả gà đấy. Nhưng mà xả gà này khai thấy bảo khác xả gà ở cái bữa trước nhỉ? Thơm. Ừ. Này, anh Sự. Rồi, lại nướng này, nướng tiếp cà chua dã vào đấy. Ok, ok. Này. Cái xuyên đâu rồi, cái xuyên đâu rồi? Nguyên trạng đây, đây. Xuyên này hỏi. Ừ. Không cần đâu. Nướng mà rửa nó mất chất. Đây là cái giống cà chua, người ta gọi cà chua bi. Nó bé như quả bi. Nướng thơm nó lên. Xong bắt đầu là ấy. Xong bắt đầu là dã tiếp vào. Ui, cái này là cứ quả đỏ này. Quả đỏ à? Ờ, quả đỏ. Đỏ nó có độ chua. Rồi. À, làm quả nữa. Nhất tỉnh nhá. Cái này sợ không đủ. Ừ? Sợ tí nữa ăn ngon quá không đủ. Sợ nuốt mất lưỡi. Cho thêm tí nữa. À, được rồi, được rồi. Nhà chị có chỉ không nhỉ? Có chỉ không? Chỉ sợ món nó ngon quá tí anh Sự anh nuốt mất lưỡi. Phải buộc lưỡi vào. Phải khâu lưỡi vào. Không à. Nuốt mất lưỡi thì chết. Đây là rau dưa đây. Mùa này vẫn còn dưa cải này là ác ấy chứ nhỉ? Cải cay ấy nhỉ? Ừ. Ở trên này cái cải cay trồng được quanh. Cái này xào cũng là lòng vịt, đỉnh cao. Đấy, cái này chính là cái xả này băm ra cho một tí vào nước chấm. Được rồi, cho rau vào đi anh. Rau bí ngon đấy, công nhận rau quả trên này ngọt thật. Rồi, đấy. Rồi một lúc nữa là thành canh. Cho tí bột canh nó vừa kia qua. Cho chưa? Thế à? Tỏi đây là tỏi cô đơn đấy. Ôi dồi, kìa, rơi kìa. Đấy, rơi vào bát luôn. Ok. Cái này lá nhẹ nhàng không nó bay. Nó bắn lên ấy luôn.
Đấy. Rồi lấy cái muôi to tài múc cho một ít nước luộc vịt vào đây. À, thành bát nước chấm đỉnh cao rồi. Thêm một muối nữa, muối nữa nhìn nó mới. Bát nước chấm này thì nhấc người. Ôi dồi, rồi, rồi cho vào cải lá chuối đi, mình chặt vịt nữa là ok. Ngon đấy, vịt của nhà bác này vàng như gà thiến đấy. Sự múc ra canh rồi đấy, múc canh đi. Chỗ này kia bát canh. Ông rồi được rồi, có 3 người thôi mà, à 4 người, 5 người.
Thôi này được đấy nhờ. Đấy. Còn nước chấm gì nữa anh Diệp? Rồi. Ngon đấy, bữa cơm này được đấy. Cái thích dân nhậu ấy. Một ca rượu được lắm rồi bạn. Nó rửa 2 ca chứ. Đấy, về lên thôi nhờ, vào việc thôi. Muộn rồi, 12 giờ rồi. Đấy, siêu to. Siêu to khổng lồ. Bật cái bóng điện này được không? Không, bóng điện này được. Bên cái bóng này chúng ta phải có cái khen được. Nặng quá. Mông xin nó khổng lồ. Chưa to khổng lồ. Vâng. Sau một thời gian rất dài. Đấy. Anh em đã xong. Nhà bác này có 2 cô con gái. Bà nhà cô có 2 cô con gái à? 3. 3. Một trai. 3 con gái thôi, không có trai. À. Đi học hết rồi. 2 đứa lấy chồng rồi, còn một đứa đi làm ở Hải Dương. Đấy ạ. Một đứa lấy chồng Bắc Mê, một đứa lấy chồng Hải Phòng. À, Hải Phòng cơ ạ. Đấy, cô bên này là lấy nhà chồng ở Hải Phòng. Thế à? Nhà thằng Hải Phòng là con một. Thế à, lấy ở Hải Phòng. Nhà thằng Bắc Mê là 2 thằng con trai. Thế à? Tài là chăm chú. Hơn 12 giờ rồi. Thế là chẳng dám gọi anh chị, chắc chỉ gọi cô chú thôi. Con cái lấy chồng hết rồi. Anh sơ là 7 mấy nhỉ? 76. Cùng tuổi à? 76 á? Sự choáng. Bằng tuổi.
À, à, bằng bằng tuổi chị rồi. Chị 76 ạ. À? À, thế đầu 7 thì vẫn gọi anh chị được. Nhờ. Còn tưởng đầu đầu 6 thì phải gọi là cô chú. Ngồi đi, mấy anh em ngồi đi. Anh gửi tiền Việt cho hộ. Ừ. Cầm tiền Việt. À. Bác mai người kia còn mua mua giống nuôi tiếp. Ừ. Thế à? Em cuối năm thôi. À. Vịt ngon đấy. Chưa rồi, anh em ngồi tí nhá. Ừ. Ấy, bỏ bỏ này ra để cho chị ngồi gần vào đây tí, ngồi xa quá. Nè. Bên nào? Ngồi gần ngồi gần vào. Ngồi gần vào mới gặp được. Mà con Nam mới vào đến nơi thôi mà. Vừa vào đến cái lều ấy xong rồi lại quay ra. Đâu anh gọi cho anh này lúc đâu, chị ra à. Đến đây xong chị nghe thấy điện thoại. Xong bảo anh bảo là anh để điện thoại ở nhà phải không? Vâng. Wow. Có điện thoại sao ấy, anh chạy ra xem nào. Vâng. Ngon đấy. Cơm với cả rau cỏ ở trên này nó sẵn. Phải nói rằng tuyệt vời. Cái vùng đất này nó cũng có một cái bãi bằng rất là rộng. Mà họ canh tác được lúa nước rồi là trồng rất nhiều những tiếp cận được đến nông nghiệp. Đặc biệt ở đây họ còn có cả nuôi được cả cá tầm. Đấy. Cá nước lạnh. Mà ít người mà tìm có những cái phương pháp mà tiếp cận được với nông nghiệp như này. Được chưa? Nào. Nào, xin phép đi, mời gia đình nhá, cảm ơn gia đình nhá. Rồi, rất là tuyệt vời. Hôm nay là mới được gặp người bố y đấy. Bố y nhỉ? Người bố y hay bố y nhỉ? Bố y, bố y mà nhỉ. Ừ. Rồi, mời gặp vào. Bố y là cân Lào. Cân Lào à? À. Cân Lào à? Cân Lào à? À. Cân Lào là uống rượu, tiếng bố y. À, cân Lào, cân Lào. Cân Lào im. Cân Lào im. Còn không uống được rượu. Cân ồ im mà ăn cơm no. Ai anh cũng tiệp cũng biết à? Anh biết chứ chẳng không biết nhỉ. À. Cũng biết tiếng bố y à? Anh tiệp mới chuyển về cơ quan của em. Anh em hôm nay lại cũng được đi quay lại cái vùng đất mà ngày xưa anh tiệp anh công tác. Rất là tuyệt vời. Mời chị nhá, mời gia đình nhá. À, mà anh chị là con cái đi lấy chồng lấy vợ hết rồi. Ừ. À, miếng dưa nữa vẫn phải ăn. Nước chấm không? Nước chấm không? Nước chấm là cái loại nước chấm này là phải chơi như này. Đấy, đấy. Còn thắng rồi cứ phải mở màn trước. Chị bảo là ăn rồi khóc đấy. Ăn miếng thịt nó khóc quá. Mời các bác đi. Bị dài lắm. Ngon đấy. Đây ăn rau bí đây, mùa này vẫn còn rau bí này. Bị ngon. Mùa này vẫn còn rau bí cả. Thế bảo rau cải cay trồng quanh năm. Ừ, đây này, món này này. Cải dưa. Ừ, cải dưa đây. Xào với lòng vịt. Dạ. Không chua lắm. Ừ. Nhưng mà đây là các bác là toàn muối nhạt. Đun nước sôi không đổ vào thôi đúng không? Vâng. Ừ. Không thả muối theo. Thả ít muối. Nó không chua lắm. Công nhận ngon, vịt ngon, vịt ăn ngô nó có khác thật. Nhờ. Dai nhờ, tài nhờ. Ngon lắm. Ừ. Dai được đấy. Được á.
Vịt nhà bác là được. Vịt già mình không nuôi là xương nó cứng. Bình thường như ở trên mình cũng có hỏi thật là bán bao nhiêu một cân ở đây? 100. 100.000 một cân vịt. Thế là dưới. Thả ở nồi kia đây. Nhưng mà ngon thật. Đây làm cái đùi này nữa. Ngon, vịt béo vàng ngậy. Đi đến qua cái chỗ lán của nhà chị đi. Không khác gì vâng. Không không khác gì gà gà thiến. Ra đây. Xin đi. Rượu này rượu thóc đấy ạ. Đây ngô. Ngô lắm thóc. Vâng. Trước ăn cưới bỏng nặng quá, lấy người lớn. Ai cũng kêu nặng quá, kêu ngô. Ừ. Cháu mời chú một chén. Cháu tên là Tài. Cháu ở tên Hoàng Sô Phi. Cháu là dân tộc Nùng. Sinh năm 90. Cả nào mới biết nói tiếng Nùng. Vâng, cháu mời chú. 90 năm trẻ nha. Vâng. Mấy bác này đúng ngay toàn nói tiếng Nùng thôi đúng không? Đúng. Ừ. Giống giống. Giống giống á? Tiếng mũi lại giống tiếng Nùng á? Đúng rồi. Đây không phải tiếng mũi. Thế là tiếng gì đấy ạ? Tiếng Tày, tiếng Nùng. Tày La Chí đúng không? Tày La Chí á? Tày lại còn La Chí nữa à? Vâng. Tưởng người La Chí là người La Chí chứ? La Chí cũng có hai kiểu La Chí. Ừ. Một La Chí là nói như... Sú Phì, chị cũng có một con nuôi ở Sú Phì. À. Vân. Nhưng Tài phải gọi là cô chú rồi, tại vì cách hai đầu rồi. Đầu bảy đó là phải gọi cô chú rồi, mày đầu chín. Đầu chín trẻ. Ừ. Nhưng mà con gái của anh chị là con cả sinh năm bao nhiêu? 96. À 96. Đấy. Cô chú là đúng rồi. Ừ. Thằng Tài này mới sinh năm 1990, vợ nó mới sinh năm 1992 thôi mà. Và ông trẻ, hai vợ chồng trẻ. Cười cái gì? À. Giới thiệu lại không đúng à? Đúng. Không, em mời chị chủ nhà tí. À. Chúc sức khỏe nhá, chị nhá. Cảm ơn chị nhá. Uống hết nha chị nhá. Uống hết tiếng La Chí nói là gì nhỉ? Tiếng La Chí ở đây có tiếng Bú Y. Bú Y khác, tiếng này khác. Tiếng Bú là uống hết là như thế nào? Tiếng Bú cân nào? Cân nào á? Cháu uống là cân nào? Cân nào? Cân nào? Tiếng Tài. Cân nào? Hết, tiếng Tây. Ở đây là nói giống tiếng Nùng. Vâng. Ở đây thôn này đẹp. Lúa chín với cả được cái là con người cũng thân thiện. Ngon hơn trước, chấm cả hai thứ chắc chắn là ngon hơn rồi.
Nước chấm 200 bột cô khác. Đồng anh chưa được. Anh chưa có bao giờ ớt mấy luôn. Anh ăn được, chẳng qua là anh sợ không có bao giờ. Cũng chưa đi chạy nhạc cái bộ. Ai khác là không ăn được ớt à? Ăn mà. Dạ. Anh sợ là sợ chị không ăn. Thế nhìn đỏ nhỏ không tiếp. Chào bác, em mời bác chủ nhà đi. Bác Đoàn là không nhỉ? Vâng. Rồi, bác Đoàn. Vừa nghe nghe đến là họ ngũ nhỉ? Chưa bao giờ nghe đến họ ngũ. Vâng. Ngũ là lần đầu tiên mình nghe đấy. Quy là có ngũ. Dạ em quê ở Tuyên Quang. Vâng. Hiện giờ thì đang công tác cùng với là anh Điệp. Vâng. Anh em đây đi vào trong này có Long Quang Ký. Long Quang có gần chợ lớn. Dạ. Gần chợ lớn. Ở gần chợ bé. Ở trong Lý Bằng. Vâng. Đây có hai chị đâu ở Tuyên Quang. Ở Tuyên Quang. À, chợ Tam Cờ đấy đúng không? Rồi, cảm ơn bác nhé. Hôm nay rất là vui được ăn cơm với cả gia đình bác ấy. Và cũng tranh thủ review một chút về cái ngôi nhà. Phải nói rằng là cũng không nghĩ rằng là trên cái khu vực từ bắt đầu quyết tiến nhỉ, có đường rẽ vào đây khoảng bao cây bác? Dọc biên giới ở đây cũng giáp biên giới ạ. Vâng, biên giới rồi. À, cũng có được những cái cuộc sống nó thay mình và nó đẹp như này, những cột mốc sống của Hà Giang rồi cũng như của Việt Nam cũng rất là tuyệt vời. Và nhà người bố ghi ở đây cũng có rất nhiều những ngôi nhà xây, và theo cũng từng nhìn thấy mấy ngôi nhà cổ thì nhà của người bố ghi chắc chắn là nhà trình tự đất rồi. Tại vì nhìn thấy là mấy cái mũ cổ cổ kia là nhà chìm cùng đất và lập ngói đấy, họ rất là đẹp. Và nhà của anh chị Đoàn đây cũng sạch sẽ, và cái lối sống ở đây cũng rất là văn minh. Và Thắng tạm dừng cái video của mình ở đây, hẹn gặp lại các bác vào những cái video tiếp theo. Trên mọi những cái cung đường khám phá ở Hà Giang còn rất nhiều mà các bác có thể chưa biết được trong 19 dân tộc sinh sống tại Hà Giang nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.